Năm 2019, Bà Rịa Vũng Tàu đã thu hút được 96 dự án trong và ngoài nước, tổng vốn đầu tư đăng ký 2,35 tỷ đô la Mỹ và 14.670 tỷ đồng. Tính đến nay, có 390 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 28 tỷ đô la Mỹ, 569 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 289.668 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh đều có công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao và có sức lan tỏa thân thiện với môi trường. Doanh nghiệp đến tỉnh đầu tư hay mở rộng quy mô sản xuất đều nhận được sự hỗ trợ tích cực của ngành chức năng. Công ty đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía tỉnh và các ngành chức năng từ khi thành lập công ty cho đến tăng vốn lần này. Không chỉ vậy, trong quá trình hoạt động, công ty cũng được các sở ngành giải quyết khó khăn lớn về điều chỉnh nhân sự cũng như việc tuyển dụng. Kiên trì mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, từ năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Mới đây, tỉnh ủy cũng ban hành nghị quyết số 06 về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Nghị quyết vẫn bám sát quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc, các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, ít tham dụng lao động, thân thiện với môi trường, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Nghị quyết cũng quy định rõ về thời gian triển khai các thủ tục, xây dựng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, quy tắc đạo đức công vụ nhằm tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi tích cực. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư. Đến nay, Sở Công Thương đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với toàn bộ 122 thủ tục hành chính thuộc 21 lĩnh vực. Để giảm bớt cái chi phí đi lại cho doanh nghiệp, thì trên cơ sở đó thì chúng tôi xác định là hỗ trợ doanh nghiệp thông qua mạng để doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng, vừa giúp cho doanh nghiệp khỏi cái phiền hà mà cũng giúp cho chúng tôi giảm bớt cái việc mà cán bộ gây nhũng nhiễu mà nếu có. Còn tại Sở Kế hoạch Đầu tư, các hồ sơ của doanh nghiệp nộp qua văn phòng một cửa tập trung của tỉnh sẽ được đơn vị tiến hành lấy ý kiến của các ngành liên quan trong thời gian 5 ngày làm việc. Sau đó, Sở báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến chấp thuận hay không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đây được xem là nỗ lực rất lớn của tỉnh nhằm hỗ trợ nhà đầu tư chuyển nhanh nguồn vốn đăng ký sang vốn thực hiện. Hiện nay, toàn bộ cái thủ tục hành chính liên quan đến cái cấp giấy đầu tư, kể cả đăng ký kinh doanh thì đã được niêm yết công khai tại cái bộ phận một cửa của tỉnh, đồng thời là trên trang thông tin điện tử của sở cũng đã công khai các thủ tục này, và tỉnh cũng đã ban hành cái danh mục các dự án đầu tư và các thủ tục hành chính giải quyết thuộc thẩm quyền của sở tham mưu, kể cả là sở trình ủy ban tỉnh quyết định. Trong quá trình giải quyết thì sở cũng theo dõi đôn đốc và cùng với các cái nhà đầu tư để làm sao tháo gỡ những khó khăn. Từ tháng 5 năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép chủ động trực tiếp chấp thuận chủ trương đầu tư một số loại hình dự án trong khu công nghiệp mà không cần cấp thẩm quyền cấp trên xem xét quyết định. Điều này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian nhà đầu tư thực hiện thủ tục ban đầu, nhưng vẫn đảm bảo bám sát bộ tiêu chí, danh mục dự án ưu tiên thu hút và hạn chế kêu gọi đầu tư mà tỉnh đã ban hành. Việc này đã giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí, tạo được sự hài lòng cho các nhà đầu tư, giúp giữ chân các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến, có khả năng tài chính tốt để làm tăng cái nguồn vốn đầu tư vào các khu nghiệp nhanh chóng. Việc kiên định mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc không những giúp loại bỏ những dự án không phù hợp, công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng đến môi trường, tiêu tốn nhiều nguyên liệu, mà quan trọng hơn là tỉnh đã và đang tạo ra một hệ sinh thái để những doanh nghiệp công nghệ cao có tiềm lực tài chính, có uy tín, tin tưởng và mạnh dạn đầu tư. Không chỉ vậy, tỉnh cũng đã và đang tích cực hoàn thiện cơ chế, loại bỏ những rào cản gây khó cho nhà đầu tư, như rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, tiết giảm thời gian thông quan hàng hóa, đồng thời xây dựng một bộ máy chính quyền minh bạch, thân thiện với các nhà đầu tư. Đó đều là những động lực giúp tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ năm trụ cột kinh tế là công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào ngành dầu khí.